Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm món hàu nướng mỡ hành và hàu nướng phô mai. Đây là hàu nướng mỡ hành, còn đây là hàu nướng phô mai. Hàu nướng mỡ hành ăn cùng với lạc và rất là thơm. Hàu nướng phô mai thì có lớp sốt phô mai vô cùng là béo ngậy. Món ăn này thì rất là dễ làm nhưng mà lại có nhiều công đoạn. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách thực hiện nhé. Món hàu nướng phô mai và hàu nướng mỡ hành thì mình dùng loại hàu sữa này. Đây là loại ruột hàu đã tách vỏ sẵn rồi và chỉ có ruột thôi. Vì vậy nên là mình sẽ phải dùng cái màng nhôm này để tạo cái vỏ cho con hàu. Mình sẽ cắt giấy nhôm ra thành những mảnh như thế này, to hơn bàn tay một chút. Sau đó chúng ta gập bốn cạnh lại. Và mình nhẹ nhàng mở ra. Mở các góc ra. Như vậy là mình đã được một chiếc vỏ hàu. Tùy vào sở thích, mình muốn ăn con hàu to hay con hàu bé, mình có thể làm chiếc vỏ nhỏ hoặc là to hơn một chút. Sau khi đã làm được hết những cái vỏ hàu này rồi thì chúng ta xếp lên khay và cho hàu vào. Mình mở túi hàu ra. Đây là hàu sữa cho nên là các con hàu rất là nhỏ. Một chiếc vỏ này mình có thể để 2 hoặc 3 con hàu. Để tận dụng không gian của lò nướng thì các bạn có thể nướng kèm theo các món ăn khác. Như ở đây là mình có nướng thêm thịt ba chỉ, nướng sả. Món thịt nướng sả thì rất là ngon, rất là đưa cơm. Mình sẽ có video hướng dẫn các bạn cách làm món thịt nướng sả sau. Các bạn nhớ theo dõi video mới của mình nhé. Trong quá trình nướng thì hàu sẽ mất nước cho nên là mình cần phải cho cả nước hàu vào trong mỗi chiếc vỏ hàu này để cho tránh hàu bị khô. Bây giờ chúng ta cho vào lò nướng. Mình nướng trong lò ở 210 độ C. Nướng trên, nướng dưới có đối lưu trong thời gian là 20 phút. Các bạn nhớ trước khi cho khay hàu vào nướng thì mình cần bật lò 10 phút để nóng lò, sau đó chúng ta mới cho khay vào. Trong thời gian chờ hàu chín thì chúng ta sẽ đi rang lạc và làm nước sốt cũng như là phi hành. Bây giờ mình sẽ đi bóc lạc ạ. Lạc mà muốn để được lâu thì mình sẽ phơi củ lạc nguyên củ như thế này. Chúng ta sẽ cất đi để được lâu hơn là bóc trước. Ăn đến đâu thì mình bóc đến đấy. Cái hạt lép này thì mình bỏ đi. Mình cho lạc vào trong một chiếc chảo lớn để lửa to.
và đảo đều tay. Khi mà nồi chảo lạc đã nóng rồi thì mình hạ xuống lửa vừa. Mình vẫn tiếp tục đảo đều tay. Lưu ý là mình phải đảo đều tay để cho lạc không bị cháy. Nếu như chúng ta quên đảo thì lạc rất là có thể là bị cháy, hoặc là chín không đều, hoặc là xém vỏ. Mình cứ rang như vậy cho đến khi lạc chín. Khi lạc đã được rang chín thì chúng ta đổ lạc vào trong một chiếc hộp. Chiếc hộp này đã được lót sẵn một lớp giấy báo hoặc là giấy trắng. Mình gói lại. Chúng ta ủ lạc ở trong giấy như thế này thì sẽ giúp những hơi nước còn lại ở trong lạc thấm vào giấy và làm cho món lạc được giòn hơn. Sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cách phi hành để cho vào món hàu nướng hành. Đây là các củ hành mình đã bóc vỏ và rửa sạch. Sau đó mình sẽ thái ngang củ hành. Những lát hành mỏng như thế này. Mình thái các lát hành đều nhau. Nếu như mà thái các lát hành không đều thì khi mà dán hành lên sẽ có hiện tượng là miếng thì bị quá lửa, quá vàng, miếng thì lại chưa được chín. Cho nên là các bạn lưu ý chúng ta thái những lát hành bằng nhau. Khi mà thái hành thì chúng ta dễ bị cay mắt, vì vậy cho nên là lưỡi dao này mình nên nhúng nước. Lưỡi dao nhúng qua nước thì sẽ đỡ bị cay mắt khi mà chúng ta thái hành. Mình dùng một chiếc chảo vừa phải, cho dầu ăn vào, đun sôi dầu lên, sau đó cho hành vào phi thơm. Mình đảo cho các khoanh hành được rời ra khỏi nhau. Nếu mà không đảo thì các khoanh hành không rời ra được. Các khoanh hành rời ra đây thành những cái khoanh nhỏ. Hành sau khi đã chiên vàng thì mình đổ ra bát. Đổ cả dầu và hành ra. Cả dầu và hành mình đều đổ ra bát. Hành của mình đã được chiên vàng, rất là đẹp mắt. Nguyên liệu để làm sốt cho món hàu nướng phô mai thì đầu tiên là có phô mai sợi. Đây là phô mai bào sợi, loại phô mai mà chúng ta vẫn hay dùng để nướng pizza đấy ạ. Một miếng phô mai con bò cười. Và mình thêm vào một ít sữa tươi không đường. Các bạn lưu ý là sữa tươi không đường nhé. Mình dầm miếng phô mai ra cho nhỏ. Tùy là khẩu vị của gia đình mình là muốn ăn nước sốt đặc hay là loãng thì mình sẽ cho lượng sữa tươi vừa phải.
Trong quá trình đun nước sốt thì nếu như các bạn cảm thấy là nước sốt bị đặc quá thì cũng có thể là chế thêm một ít sữa tươi vào. Còn nếu như mà cảm thấy là nước sốt đặc quá, loãng quá thì mình đun to lửa lên để nước bay hơi đi. Sau khi đã dằm phô mai con bò cười ra thì chúng ta đun sôi hỗn hợp. Sau khi hỗn hợp đã sôi thì mình hạ nhỏ lửa xuống, đun liu riu trong vòng 5 phút. Hỗn hợp sau khi đun thì có độ đồng nhất, mịn và có độ đặc nhất định. Chúng ta cho nước sốt ra bát. Mình đã hoàn thành xong nước sốt phô mai dành cho món hàu nướng phô mai và mỡ hành dành cho món hàu nướng mỡ hành. Bây giờ thì hàu cũng đã chín. Mình cùng bỏ ra và cho hai loại này lên. Sau thời gian nướng 20 phút thì các con hàu đã chín và vẫn còn một ít nước. Bây giờ mình sẽ cho nước sốt và hành khô lên. Đối với món hàu nướng phô mai thì chúng ta cho nước sốt phô mai lên trên. Còn đối với món hàu nướng mỡ hành thì chúng ta sẽ cho mỡ hành lên trên. Và cho thêm một ít hành lá lên trên cùng. Mình tiếp tục làm cho đến hết các con hàu. Bây giờ mình sẽ đem khay hàu này đem nướng lại trong lò trong thời gian là 5 phút để các nguyên liệu hòa quyện với nhau, thấm hương vị của nhau. Trong thời gian nướng lại hàu thì chúng ta sẽ bóc vỏ lạc. Lạc lúc này đã nguội rồi thì chúng ta bóc vỏ lạc. Các bạn nhớ để lạc nguội hẳn thì chúng ta mới bóc vỏ nhé. Bởi vì là nếu như mà chúng ta bóc vỏ lúc mà lạc vẫn còn nóng thì có thể là lạc còn chưa được giòn. Ngoài ra thì tí nữa mình giã. Nếu như mà giã lạc nóng thì sẽ thành món bơ đậu phộng đấy. Chúng ta cần phải để lạc nguội hẳn. Sau khi đã bóc xong lạc thì mình dùng chuôi của một con dao. Dùng chuôi của một con dao hoặc là cái chày. Mình làm dập các cái hạt lạc ra. Mình chỉ giã dập thôi chứ không giã nhỏ hẳn đâu. Chỉ cần giã dập như này thôi ạ. Sau thời gian nướng lại 5 phút thì các nguyên liệu trong mỗi con hàu đã được hòa quyện với nhau. Và các con hàu cũng đã hết nước. Chúng ta trình bày ra đĩa và ăn cùng với lạc. Với món hàu nướng mỡ hành thì chúng ta sẽ rắc thêm lạc vào để ăn cùng. Thành phẩm rất là ngon ạ. Các bạn thân mến, vậy là hôm nay mình đã hướng dẫn các bạn cách làm món hàu nướng mỡ hành và hàu nướng phô mai.
Chúc các bạn thành công và hẹn gặp lại các bạn trong các video sau. Xin chào và hẹn gặp lại.